Thưa quý vị, vào sáng ngày 9 tháng 12, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985 quê Gia Lai cùng với 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trả lời thẩm vấn, Võ Thị Thanh Mai, vợ của Nguyễn Thái Luyện thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như là cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố. Tuy nhiên bị cáo Mai nói không biết chính xác số tiền đã chiếm đoạt của khách hàng về tội rửa tiền bị cáo cảm thấy oan không đồng ý là chủ mưu. Cáo trạng thể hiện sau khi Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt tạm giam vào ngày 18 tháng 9 năm 2019, Mai sợ số tiền hơn 13 tỷ đồng trong ngân hàng bị phong tỏa nên chỉ đạo Huỳnh Thị Kim Thắng, sinh năm 1995, nhân viên kế toán của công ty Alibaba chuyển sang tài khoản của Mai để Nguyễn Thái Lực, em trai của Luyện, rút ra tiền mặt cho Mai sử dụng. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi lại được số tiền này. Trước tòa Mai khai, số tiền này đã dùng hơn 3 tỷ đồng trả nợ và chi 9 tỷ đồng cho một người bạn khác. Chủ tọa hỏi trả cho ai, bạn tên gì, ở đâu thì Mai khai không tiện nói tên. Bị cáo vừa khai vừa nghẹn ngào khóc, chủ tọa phiên tòa cho bị cáo tạm ngưng khai báo để điều chỉnh cảm xúc. Liên quan tới tội danh rửa tiền, Huỳnh Thị Kim Thắng có khai, trước đó được Mai nhờ đứng tên một sổ tiết kiệm 31 tỷ đồng. Liên quan đến tuổi tài danh rửa tiền, Huỳnh Thị Kim Thắng khai trước đó được Mai nhờ đứng tên một sổ tiết kiệm 31 tỷ. Sau đó khi mà biết tên mình đang đứng tên một khoản nợ 18 tỷ đồng thì Thắng đã liên hệ với Mai để làm rõ. Vào lúc này thì Mai chỉ đạo Thắng tất toán khoản nợ trên và chuyển số tiền còn lại cho Mai nên Thắng đã thực hiện theo. Thắng khai sau khi làm việc với cơ quan điều tra thì mới biết được hành vi của mình là phạm pháp và do đó thì Thắng mong hội đồng xét xử xem xét là vô tình phạm tội.